Mới đây, một hình ảnh được cho là ghi lại báo giá của mẫu xe Toyota Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2024 xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ phía người tiêu dùng. Đáng chú ý, bên cạnh mức giá lăn bánh khoảng 929 triệu sau khi cộng thêm các khoản thuế phí, đại lý còn gợi ý khách hàng mua thêm gói phụ kiện trị giá 20 triệu để nhận xe sớm. Corolla Cross 2024 hiện chưa có xe tại các đại lý và khách hàng chỉ mới có thể đặt cọc để được xếp lịch giao xe. Tương tự như phiên bản đầu tiên được bán ra vào năm 2020, mẫu xe SUV cỡ nhỏ nhập khẩu từ Thái Lan của Toyota tiếp tục tình trạng bán kèm lạc, nghĩa là ngoài giá niêm yết cho hai phiên bản là V giá 820 triệu và bản HEV giá 905 triệu, khách hàng cần phải mua thêm gói phụ kiện với giá hàng chục triệu đồng để được ưu tiên giao xe sớm. Hiện tại, nhiều đại lý Toyota ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đề xuất với khách hàng mua gói phụ kiện có giá từ 20 đến 25 triệu cho Toyota Corolla Cross 2024. Gói phụ kiện này có thể bao gồm các sản phẩm khác nhau tùy vào chính sách kinh doanh của từng đại lý, chẳng hạn như phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình, bọc tay lái. Đáng chú ý, một số phụ kiện bị cho là thổi giá quá đà, chẳng hạn như dây treo vạn dặm bình an giá 800.000 hay sáp thơm giá 700.000. Sau khi hình ảnh báo giá Toyota Corolla Cross 2024 được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người dùng đã được một phen bàn luận sôi nổi. Đa số ý kiến đều cho rằng, Mức giá các phụ kiện kể trên là cao so với giá trị thực." Tài khoản Đàm Lam chia sẻ. "Đeo được cái biển thôi cũng một tỏi rồi." Tài khoản Đoàn Hải Hước bình luận. "Quả cam 8 triệu kia ra ngoài lắp xong con tiền mua được nữa chỉ vàng nữa." Toyota Corolla Cross phiên bản nâng cấp giữa vòng đời facelift đã chính thức ra mắt thị trường Thái Lan vào ngày 8 tháng 2 vừa qua. Xe bán tại xứ sở chùa vàng có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm một phiên bản động cơ đốt trong và 3 phiên bản hybrid. Một trong những thay đổi đáng chú ý là phần đầu xe đã được thiết kế lại, đi kèm cụm đèn pha LED mới mang tên Cry Z và đèn báo rẽ chạy tuần tự giống như trên các mẫu xe của Lexus. Lưới tản nhiệt Manti Dimensional dạng nửa kín nửa hở và cùng màu thân xe, dễ liên tưởng tới mẫu Lexus RX. Cản trước cũng được làm mới, bổ sung hai lỗ hốc gió ở hai bên. Bên trong cabin, Toyota Corolla Cross 2024 sở hữu một không gian rộng rãi Xe được trang bị bảng đồng hồ full LCD kích thước 12.3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Nếu tương tự như xe bán tại Thái Lan, Toyota Corolla Cross 2024 bản V dành cho thị trường Việt sẽ sử dụng động cơ xăng 1.8 lít tạo ra công suất tối đa 140 mã lực và mô men xoắn cực đại 177 Nm kết hợp với nó là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp Super CVT. ở phiên bản hybrid xe sẽ được trang bị một động cơ xăng 1.8 lít và một mô tơ điện, mang lại tổng công suất 122 mã lực. Biến thể này sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp ECVT. Về công nghệ an toàn, Toyota Corolla Cross 2024 được bổ sung tính năng phanh tự động khi đỗ xe, thêm chế độ trong suốt và tăng độ nét vào ban đêm cho camera toàn cảnh, tăng số lượng cảm biến 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau, và nâng cấp tính năng ga tự động thông minh hoạt động ở mọi giải tốc độ.